nghe đồn ở Nha Trang có quán bánh căn 51 rất là ngon, cho nên hôm nay mình sẽ đến đây thử và cho mọi người cùng xem nhé. Bánh căn này mình thấy nó ná cái bánh khọt ở Vũng Tàu. Bạn nào đã ăn bánh khọt ở Vũng Tàu chưa? Có con cháy mẹ nữa. Quay chị vô cái cháy bỏ cái màn hình tội. Quăng luôn. Ăn này ăn con. Một con tôm to. Bên đấy là trứng gà. Đây là mực. Đây là thịt heo. Thịt heo. Bò. Bò. À. Con bên đấy là gì ạ? Ớt. Hai hến. Vâng ạ. Ủa, nhìn cái con tôm ngon thế. Cút gà, đồ đủ. Vâng, đúng rồi. Đây cút nè. Cái này đúng là phải gọi một cái thập cẩm, xong ăn cái nào ngon thì gọi tiếp. À đúng rồi. Cảm cái này ngon. Hợp lý. Vâng. Tiếp một cái tôm nữa là ngon nhất. Nước cho giòn cho ngon. À xong rồi còn nắp lại lên. Lát nữa ra dĩa rồi quay tiếp. Lát nữa ra dĩa cho mờ quay tiếp rồi ăn. Vâng. Buổi này hơi bị nóng. Lúc nào cũng phải có một cái quạt. Chỉa mọi người. Cái này đợi bao lâu thì chín à? 5 phút đi. Rồi lên luôn. Vâng, 3 vâng, phút. Vâng. Ok. Quán vỉa hè. Đây là quán vỉa hè các bạn nha. Cái này là người ta cho lên mạng cháu mới biết để đến đây. Quảng cáo. Tiếp tục luôn. Bột này là bột gì ạ? Gạo. Bột gạo. Vâng. Gạo mình ăn cơm nó xay đi. Vâng, gạo tẻ. Đấy, tiếp tục sang bên này lại làm tiếp. Ở đây thấy nhiều khách Nga với Trung Quốc mà. Khách mình cũng nhiều lắm em ạ. Vâng. Cái chung là khách căn bản là dạo cái phố này thấy có những nhà đấy toàn tiếng Trung thôi. Bữa nghe anh taxi bảo là ở Nha Trang người Trung Quốc đông hơn người Việt Nam. Đốt than. Này thì lát gọi thêm mấy cái loại gì cũng được hết các anh nhỉ? À được, mấy cái nó không được. Vâng. Em thôi không gọi mấy cái không được. Vâng. Bởi vì làm từng cái nó riêng. À đây là nắp. Nắp bằng đất. Như nồi đất. Có 3 ụ này, bình thường có 3 bác à. 3 người cùng làm. Mình kịp. À đây. Ta điểm quốc kỳ là 5 giờ 45 phút.
Vâng. Thấy mở hàng vào buổi chiều đúng không ạ? Em thấy ở trên này người ta bảo là 9 giờ đóng cửa nên nghĩ là đóng cửa rồi cơ. À vâng, thế là cứ đi dọc ở đây thấy mở cửa thì lại vào bình thường. 9 rồi. 9 cùng nhau luôn. Quay rồi cầm người cho bánh đi. Vâng, vâng, cảm ơn. Rồi. Bánh gì là cảm gì đó. Hàng về, hàng về. Giá cho một dĩa bánh căn thập cẩm 8 cái này là 70k các bạn nhé. Còn nước thì 10k một chai. Quay phim cho nên là cầm luôn ra đây cho nó nóng này. Gồm một cái con tôm nhá, hai cái trứng cút, một cái này con tôm này, một cái này là thịt bò này, hai cái thịt lợn này, hai cái trứng cút, một cái mực, một cái gì nhỉ, một cái trứng gà đó. Ở đây là gì? Xoài. Đây là xoài à? Ăn thử nào. Xoài giòn đốt chua. Ăn á? Có khi là người ta cho hai cái bát này thì mình ăn cái nào mình vớt vào bát trong lúc là cắn ăn thôi. Và ăn thêm cái kèm cái này. Và đây có nước rau má. Nước rau má không ngon lắm. Gì? Ngon không? Thế thì uống sữa đậu nành, uống rau má. Ăn rau má đâu. Ăn cũng được, đổi nhau. Đây có đậu nành rau má với gì nhỉ? Sữa tươi. Đậu nành rau má sữa tươi. Đó. Bán rất đơn giản. Chưa bao giờ uống nước rau má. Ăn thôi, vớt vớt và ăn đi. Ăn con tôm đi, ăn cái nào ngon thì nữa gọi tiếp cho nó dễ. Mọi người đến gọi thập cẩm trước. Gọi thập cẩm trước không? Ăn cái nào mà thấy yêu thích thì gọi tiếp, hợp lý. Chấm ngô thẳng vào. Ngon không? Đây là mình ăn cái thịt heo này. Nhúng hẳn vào bát này như kiểu là có mỡ. Có mỡ, có hành và hơi đậm đặc. Đấy, đúng hẳn vào đây. Cả biết có đúng không mà mỗi người một bát thì chắc đúng không. Đúng vào đây ăn theo kèm cả hành luôn. Đấy, mình chụp nha, xin mời. Cũng hay chứ, nó ăn kèm cái này cho nó chưa chua. Ngon đấy. Và uống cái nước rau má. Nước rau má này mát thật đấy. Quán này đúng là quán vỉa hè hợp lý, ngon. Sau một hồi ăn thì mình múc cái ớt này với cả gắp luôn cả cái này đấy, rồi rơi trong này ném luôn vào đây ngoằng ngoằng lên gắp vớt được cái gì ăn cái đấy. Mày ăn mực đi đấy. Mọi người ạ, đây là con hến lúc nãy hến có cả trứng cút. Còn đây mới là trứng cút trứng gà. Còn này là nguyên trứng gà. Ăn nhiều xoài vào ăn ngon. Cho nhiều xoài vào trộn vào ăn ngon mà. Tức là gắp nó cứ chua luôn ấy. Ăn con hến hến này xem như thế nào. Đấy. Thì chấm cái gì nó phải đã vào như thế này. Đấy. Wow. Con hến hến này cũng hay. Mình nghĩ là cái con tôm thì ngon nhất. Nhìn con tôm nó ngon lắm, nó tươi. Đây là mực. Những mực của con mực này khá là to, cắt lát ra. Một bánh một lát. Ngọt kỳ luôn. Con mực à? Làm từ hải sản tươi.
cái món này chống chỉ định cho những người mà đang ăn kiêng giảm eo, tại vì nó làm từ nhiều bột gạo và dầu mỡ, có cả trứng này, nhiều cái khác. Nói chung ăn nó rất vào, cho nên là ăn hết cái đống này là tăng lên được một ít thịt. Không, bát này có mỡ này. Ờ, lại cả bát này cũng lóng lánh dầu mỡ nữa. Mà trong những cái này bột gạo chả nhiều ấy à, calo à. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ subscribe kênh của mình nhé.